Hello mọi người, ngày nghỉ dịch bệnh chắc mọi người ở nhà nha. Chỗ bơm thì chưa dịch nên là tranh thủ về quê thăm ông bà bố mẹ. Được mọi người chiêu đãi toàn món ngon này các bạn ạ. Quay lên cho mọi người nhem nhem mọi người một chút nhá. Nào là thịt chó luộc này, đùi chó luộc này, rượu mận này, và đặc biệt là cái món khoái khẩu của bơm này, món tiết canh vịt nhà nuôi nhà làm luôn các bạn ạ, chuẩn luôn. Nhem nhem.